xin mời các bạn trở lại với video tiếp theo trên kênh của Thành Vũ ạ. Vâng, hôm nay Thành đang có mặt tại làng Hoa Tân Ba thuộc thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương các bạn ạ. Hôm nay với một làng hoa truyền thống, nơi đây với diện tích hơn 10 hectare của người dân nơi đây đã trồng tại đây được hơn 10 năm nay rồi các bạn ạ. Những cái làng hoa này trồng hoa phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán. Vâng, Thành này sẽ ghi lại những hình ảnh thật tuyệt vời để gửi tới tất cả quý vị và các bạn. Mong quý vị và các bạn luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ kênh của Thành. Thành xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Chúc các bạn và gia đình một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Vâng, Thành xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Bây giờ Thành xin mời tất cả các bạn đi trải nghiệm làng hoa này. Vâng, số lượng ở đây trên 10 hecta là rất là nhiều lắm các bạn ạ. Các bạn trẻ hôm nay đến đây là chụp những cái tấm hình lưu niệm mà cho riêng mình thật tuyệt vời các bạn ạ. Đây là những cái luống vạn thọ đang được thu hoạch, đang được nhà vườn thu hoạch các bạn ạ. Ở đây bán lẻ cũng có các bạn ạ. Những cây vạn thọ như này là ở đây bán với giá là 8.000 một cây. Chào anh ạ. Năm nay mình trồng được vạn thọ này được nhiều không anh? Trồng nhỏ lẻ 6.000. Được 6.000 ạ. À vâng. Mình năm nay chủ yếu là trồng những hoa gì anh nhỉ? Vạn thọ mấy cái gì ạ? Vạn thọ với cúc đồng tiền với có giống cúc Thái, cúc Nhật rồi. À ha. Dạ. Anh đã bán hết chưa? Dạ, bên em trồng Tết chưa bán. À chưa bán được à? Vâng, đây cũng mấy loại. À, cúc đồng tiền hình như là chưa bán đúng không? Bên này. À đúng rồi. À rồi. Như anh bán tại vườn này là bao nhiêu một cây anh nhỉ? À giống luôn luôn là 7.000. Nhưng mà bây giờ mình để đến Tết được không? Cái này là kịp Tết. À kịp Tết đúng không? Tại còn Tết còn từng lại cái này nó tung ra là nhiều. À rồi rồi. Như một chậu là họ trồng một cây này đúng không nhỉ? Một cây hoặc là ba cây, chậu lớn là ba cây. À chậu lớn là ba cây à? Vâng, một vườn vạn thọ rất là đẹp các bạn ạ. Ở đây gọi là vạn thọ gì anh nhỉ? Hả? Thọ Bình Chánh. À, vạn thọ Bình Chánh các bạn ạ. Một vườn rất là đẹp. Hình như ở bên kia người ta cũng thu hoạch được nhiều anh nhỉ? À, hai luống dọc đây đúng không? Hợp tác xã à? Vâng vâng, đây là hợp tác xã các bạn ạ. Hai luống là 6 hecta. Hai luống là 6.000 cây các bạn ạ. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, đây là loại hoa thực dược các bạn ạ. Một vườn hoa thực dược rất là nhiều.
rất là đẹp luôn các bạn. Đây là thực dược có hai màu, màu trắng và màu đỏ các bạn ạ. Vâng, rất là đẹp. Vâng, Thành sẽ quay cận cảnh để các bạn được biết ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Vâng, đây các bạn có thể thấy là một vườn cúc đồng tiền các bạn ạ. Cũng rất là tuyệt vời. Vâng, đây là những cây cúc đồng tiền đã được đưa lên chậu để bán ra ngoài rồi các bạn ạ. Vâng, những hình ảnh thật tuyệt vời các bạn ạ. Hoa cúc đồng tiền và vâng, hoa mồng gà các bạn ạ. Hai màu sặc sỡ luôn. Vâng, đây là những hình ảnh rất là tuyệt vời. Người dân nơi đây đi tham quan trải nghiệm và chụp những tấm hình lưu niệm cho riêng mình. Và những người trồng hoa ở đây đang trong
thời gian thu hoạch các bạn ạ. Vâng, hoa ở đây chủ yếu được bán ra các thị trường như chợ đầu mối Thủ Đức các bạn ạ, và các chủ vựa tại một số tỉnh thành như Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh,